đây là Trần Chinh Huy, là công tử Bạc Liêu. Đây chính là ngôi mộ của cậu Ba Huy. Cái thời đó thì chỉ có hai chiếc máy bay thôi. Một chiếc là của Bảo Đại. Vua Bảo Đại. Với ông còn một chiếc là của cậu Ba nè. Công tử Bạc Liêu. Nói về câu chuyện là đốt tiền đốt trứng thì thực hư nó như thế nào? Không có, cái đó là tôi phản đối. Đó là không có ông cậu chỉ ăn chơi, không có đốt tiền. Rồi cái đó là tại người ta thích cưng thêm. Bây giờ cháu cứ nghĩ đi, đó, có quốc gia nào cho đốt tiền không? Cháu thấy không, bây giờ quốc gia là cho đốt tiền. Như cái ông cậu đó, được điểm của ông cậu là coi như là tiền không có đếm. Đi chơi là trả hay là hoặc là cái gì ngắt ngang không? Ngắt ngang. Chứ không có đếm. Còn người cậu thì ông bán sách rồi này kia đó, sống qua ngày. Bây giờ sống qua ai cũng phải bằng ăn mà chứ. Thì chú này cũng lớn tuổi rồi, kệ. Như chú thì cũng muốn bán sống qua ngày, đó thì cũng đủ ăn. Chú là chuyên về ve chai, mua ve chai. Chú mua chút đỉnh rồi chứ không có chuyên gì dữ lắm, như mua rồi thì bán lại cũng như mình lấy cái đồng lời để sống. Anh Phong có thấy là cho đến cuối cùng thì ai rồi cũng chỉ còn được một cái nấm mộ như vậy thôi ha. Cái đâu phải rồi, cháu tất nhiên ai cũng ra đi. Nếu mà trường hợp mà đi mà đem vàng đem tiền thì đâu có chuyện đấy nói. Ai cũng vậy. Là một đời bon chen, một đời sống như thế nào đó thì cuối cùng thì chúng ta cũng đi, phải về như đi này. Là hết. Rồi có một cái là chỉ còn cái tiếng. Dạ. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Và hôm nay Nhân sẽ đưa cả nhà đến với một câu chuyện của thời xa xưa về một nhân vật rất nổi tiếng. Đó chính là Công tử Bạc Liêu. Một nhân vật mà nổi danh khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh bởi độ chịu chơi, sự ăn chơi kỷ lục của mình, cùng với một cái khối tài sản đồ sộ của thân sinh cũng như là của gia đình. Và nhắc đến Công tử Bạc Liêu thì chắc chắn cả nhà sẽ nhớ ngay đến cái câu hát, đó là đốt tiền như giấy tỏ ra mình giàu, hoặc là các giai thoại về việc đốt tiền nấu trứng hay là dùng máy bay riêng để đi thăm ruộng. Và hôm nay Nhân đến đây để đưa cả nhà viếng thăm về ngôi mộ của Công tử Bạc Liêu, và chắc chắn là sẽ gặp những người thân của gia đình ông để tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn về những sự thật, những câu chuyện năm xưa về Công tử Bạc Liêu, và để xem rằng nơi an nghỉ cuối cùng của Công tử Bạc Liêu sẽ như thế nào. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân vào bên trong khu mộ nha. Thật sự thì nếu như mà ai đặt chân đến tỉnh Bạc Liêu thì gần như là 10 người đến 10 người là đều tìm đến cái căn nhà ở thành phố Bạc Liêu, nơi mà từng ở của Công tử Bạc Liêu cũng như là gia đình. Nhưng mà không ai biết rằng là gần đó, cách đây khoảng hơn 15 cây số đúng không anh Tiến, lại có những cái phần mộ mà đều bất ngờ khi mà bước vào á, cũng không được chăm chút kỹ càng. Đây là mẹ của Công tử Bạc Liêu này, còn bên này là hình của ba ông Trần Chinh Trạch, một trong những người nổi tiếng vào giai đoạn thế kỷ thứ 20. Ông sinh năm 1872 và mất năm 1942. Hôm nay tụi Nhân đến đây thì có mang theo một ít bánh và nhang để thắp cho các phần mộ ở đây. Trước tiên thì cũng xin phép để được thực hiện video này chia sẻ đến cho mọi người. Và khi nãy trước khi vào đây thì cũng đã có xin phép người đang trông coi khu mộ này. Đây chính là chú. Dạ. Chú hả? Năm nay 68 rồi. Hình như chú chính là cháu cố của Công tử Bạc Liêu. Xin chia sẻ với mọi người á, gần như là ai đến Bạc Liêu thì cũng tìm đến cái khu vực nhà của Công tử Bạc Liêu để tham quan hết à. Và ở đó thì có bán vé đúng không ạ? Và ngay tại đó thì phần lớn các tài sản được hiện giờ làm điểm du lịch hết rồi. Nhưng mà riêng cái phần mộ của Công tử Bạc Liêu thì gần như ít khách tham quan đến. Điều mà tụi mình vừa mới bước chân vào cái cổng là thấy là sự không có sự trùng tu rồi. Chắc còn đây là cháu của
Công an Bạc Liêu. Chào. Chú họ tên là gì ạ? Phan Anh Tuấn. Phan Anh Tuấn. Là cháu như thế nào với công tử? Cháu cháu ngoại. Công tử Bạc Liêu là ông cậu, là anh của bà ngoại. Có một cái điều mà con muốn xác tín lại là công tử Bạc Liêu hồi xưa là một đại gia khá là giàu. Nhưng mà con nghe nói là hiện giờ cuộc sống của chú là các thế hệ cháu của công tử Bạc Liêu giờ cũng đang khá là chật vật. Cũng sống qua ngày, cháu cũng bằng ăn cũng sống qua ngày. Hồi xưa thì không phải là đại gia mà coi như là điền chủ. Đó là điền chủ. Rồi cái thứ hai nữa là ở đây thì có chuyện tu rồi. Có chuyện tu hàng rào này kia như đó. Tu rồi. Nhưng mà có một cái là mình dọn. Ở đây là mình dọn. Đang. Thôi thì chắc có lẽ mình đi tham quan một vòng đi ha. Chú có thể giới thiệu cho tụi con biết là những cái phần mộ này. Đây là ông cô ngoại Trần Chinh Trạch, là ba công tử Bạc Liêu. Đây là bà cô ngoại Phan Thị Mùi, tự là Trần Chinh Trạch, là vợ đó, là của má của công tử Bạc Liêu. Đây là ông cậu Hai Đinh, là anh thứ hai của công tử Bạc Liêu. Là công tử Bạc Liêu là ông cậu là thứ ba ha, thứ ba. Rồi đây là bà dì Trần Thị Dày, là bà dì, là em của bà ngoại. Rồi đây là Trần Chinh Huy, là công tử Bạc Liêu. Chính là ngôi mộ của cậu Ba Huy. Ba Huy. Mình kêu Trần Chinh Huy. Tự là Ba Huy. Là người thứ ba trong gia đình. Thứ ba gia đình là công tử Bạc Liêu. Cũng là công tử Bạc Liêu. Là ông cậu. Còn cái phần mộ này. Còn cái này thì mộ này đó là ông ngoại, là chồng của bà ngoại. Là em công tử Bạc Liêu, này là em rể. Phần mộ này được xây cất vào năm 1974. Do con là Trần Trinh Nhơn. Là phải là cái chú mà hiện giờ đang Sài Gòn ở. Chết rồi, còn cái chú mà bán sách là cậu Đức. Cái là cậu Nhơn, Sài Gòn là qua đời rồi. Nhưng mà cái cậu Nhơn ghi vô cuốn giấy, rồi kêu chú đi đặt, rồi chú để vô. Cậu kêu sao mình làm vậy? Vậy là chú là người làm những cái phần chú đọc chú để vô. Cậu cũng kêu mình làm theo cậu vậy đó. Anh Phong có thấy là cho đến cuối cùng thì ai rồi cũng chỉ còn được một cái nắm mộ như vậy thôi ha. Cái đâu phải rồi cháu, tất nhiên ai cũng ra đi. Nếu mà trường hợp mà đi mà đem vàng đem tiền thì đâu có chuyện đây nói. Ai cũng vậy. Là một đời bon chen, một đời sống như thế nào đó thì cuối cùng thì chúng ta cũng phải về như đi này. Là hết. Rồi có một cái là chỉ còn cái tiếng. Cháu. Đúng rồi. Tiếng của ông cậu để lại. Nhưng mà có một cái là ông cậu ngày xưa đó thì ăn chơi để tiếng, chứ ngoài không có gì hết. Con nghe nói là có những cái giai thoại như là cậu Ba Huy á, là thứ nhất là lái máy bay nè, đi thăm ruộng nè. Có may nhà nhập những cái chiếc xe siêu sang, siêu không không, không phải không phải là cái thời hồi đó chẳng hạn như bồi gô gác sinh cát rồi này kia nọ đó, rồi mua về đi. Thế nên cháu không biết bây giờ có tiền thì mình mua loại xe mắc gì á, vậy đó, nó vậy thôi. Rồi với có máy bay thì có đó. Cái thời đó thì chỉ có hai chiếc máy bay thôi, một chiếc là của Bảo Đại, vua Bảo Đại với ông còn một chiếc là của cậu Ba nè, công tử Bạc Liêu. Thì mấy cháu cũng biết ăn chơi thôi, không có gì. Ăn chơi có tiếng. Con có nói một chút là con nghe nói ngày xưa cái khu mộ này nó rộng đến 100 hectare. Đúng 100 công. Nó 100 công đúng. Mà hiện tại bây giờ nó còn bao nhiêu ạ? Còn bao nhiêu? Đây, còn đây, chú đi của chú. Đây chú đây. Khoảng dạ, chứ khoảng 1 công. Còn cả chục công. Còn chục công. Như vậy đây vì cái đề không có chú là mấy công rồi. Nó còn dài lắm nhà nữa. Là coi như là hồi xưa là đúng là 100 công. Hiện bằng khoáng đúng còn luôn, bằng khoáng hồi Pháp. Là coi như là anh Hải giữ, nó còn luôn. Đó còn. Còn cái chuyện người ta ở hay là gì đó thì cái chuyện đó thì nó sau này cải tiến đó. Đó là nó còn bao nhiêu. Thì chú đại khái thì chú có gắng giữ cho ông bà. Còn như thì giữ cho ông bà bao nhiêu. Chú cho con hỏi một chút là con nghe nói là khi mà bắt đầu làm thi công mộ của công tử Bạc Liêu, hoặc cha mẹ của mộ công tử Bạc Liêu đó,
tất cả những cái đồ này là đều nhập từ nước ngoài về. Ờ đúng 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 ạ. À. Cái đó thì đúng từ từ ở Pháp về không? Dạ, thì cháu nhìn đây nè, đáp mai của Pháp nè, cái này của Việt Nam. Dạ. Này hai miếng cẩm thạch mà bị mất rồi. Dạ. Đó này này nè, đó cháu dùng cái cẩm thạch cháu biết rồi. Dạ. Là bị cái bộ này với cái ngày tháng năm đó là cháu biết rồi. Dạ. Chứ còn mà bây giờ thì không được nha, bây giờ thì thiếu gì? Bây giờ thì hiện đại rồi, đồ thì nó cẩm thạch với nó tối tăng hơn. Có nghĩa là những cái đá này là nhập ở bên nước ngoài phải không? Ờ nhập nước ngoài không, khắc đồ làm y như vậy luôn rồi bây giờ về gắp thôi. À, à về gắp thôi. À đó đó đó. Cái bài thơ này thì không biết là của ai. Cái bài thơ này thì để thì vô danh nhưng mà cũng biết tên mà nhưng mà sao tự nhiên lâu quá quên. Dạ. Cũng cái ông gì đó đợt nó có nói. Đó, nhưng mà quên rồi, lâu quá. Bởi vì không có nhớ tới đó. Không có thường không có nhắc thì quên đó. Cái này là kể cho vui nghe. Yeah. Thì cái này có thiệt là cũng bà già với ông cậu rồi này kia người đã trước đó là lên dinh dễn thì bạch công tử đài thọ rồi tới ông cậu là hát công tử đó, mời xuống đây thì đài thọ rồi lại nhà lớn rồi tổ chức ăn uống chẳng hạn như là nấu bún nước lèo. Hồi xưa là mình ở đây kêu gọi là bún nước lèo chứ không phải bún mắm nha. Dạ. Bây giờ kêu bún mắm bún lèo là này kia nọ nó ăn chẳng hạn như là rau dừa đồ này kia rau nhút rồi đó. À, nó có cũng như là mời qua mời lại á nó có rồi đi ra đó thì toàn là đi taxi đi xích lô hồi xưa đó mà chứ không có taxi như bây giờ là đi xích lô đó với nhà thì có xe nhưng mà cái là đi xích lô. À. Còn có một cái giai thoại nữa cũng nghe mọi người kể lại á là có những lần ví dụ tổ chức tiệc tùng gì đó thậm chí thuê những người sơ mang những một món đồ riêng luôn, ví dụ mỗi người sẽ mang một cái nón nè, một người mang một cái chiếc cái gậy baton nè. Cái đó là ông cậu ổng giúp cho những người đạp xích lô là có công chuyện làm như cho ông cậu lên Sài Gòn rồi cái người chở món đặng cho tiền hay là tự nhiên mà cho tiền thì kỳ quá. Ờ đó đó chở tôi cái này món này nguyên một đòn đi chơi vậy đó. Ờ chở về và trả tiền rồi ở đây cũng vậy đó là mới về thì xích lô chở về tại ông cậu cũng như là làm giúp thương người muốn có tiền cũng như là tự nhiên mà thằng này chở trả tiền thằng này không chở đưa tiền kỳ quá rồi chở rồi đó người chở món món chơi đó, cái đó có. Cho nên cái đồ chơi ngon của công tử Bạc Liêu á là hồi thời đó thì ai cũng sợ nè. Ở miền Nam, ở khu vực Nam Kỳ Lục Tỉnh thì có rất là nhiều đại gia công tử. Nhưng mà không ai qua nổi lại với cái ăn chơi. Còn cái vấn đề mà sợ thì không phải là ông cậu là cũng như ăn chơi rồi cái đạo đức ai nghèo giúp lắm mà. Ờ đó. Rồi cái nữa là cũng như nãy chú kể đó là giúp cho người lao động. À vậy thôi chứ còn ngoài cái gì đó thì ông cậu ổng không có làm như ai khổ sở là hỏi nhưng mình không giống nó là xin hỏi là ông cậu cũng giúp. À đó đó ông rộng rãi lắm. Đó. Có nghĩa là cũng thương người giúp đỡ người. À đó đó chứ không phải mà cũng như là đưa tiền rồi cái này cái ông nọ là không có. Có nghĩa là muốn cho người nghèo. Muốn cho người nghèo. À. Chú này chở cái bón này, chú kia, chú chở cái baton, chú chở gặp táp, chú chở cái nón cho nó vui, chú chở cái món quà này gì là này kia nọ, nó có. Hồi đó thì công tử Bạc Liêu khá là giàu có, còn con không biết là bây giờ cuộc sống của các con cháu thì cũng đủ ăn. Chẳng hạn như người cậu Đức á, thì bán sách ở dưới nhà công tử cháu biết mà đó, thì cũng thu nhập thì cũng chút đỉnh đủ sống. Như chú thì cũng buôn bán sống qua ngày à, đó thì cũng đủ ăn. Yeah. Chú là chuyên về ve chai, mua ve chai. À chú mua chút đỉnh rồi chứ không có chuyên gì dữ lắm như yeah. Mua rồi thì bán lại cũng như mình lấy cái đồng lời yeah. Để sống. Cái thời đó chơi mộ này đó là ông cậu hai đinh yeah. Xây cho ông bà yeah. Đó thì chi phí nhiều lắm là nó có ác nghiệt cái chỗ này cái nữa là cái này là bị bà già với cậu kể lại với người từ đồ này kia kể lại đó là mua đồ vật tư mua đồ cũng như là chưa có bằng kịp chậm chết trong mấy cái nhà xi măng yeah. Phải mua cái mới nữa hồi xưa đó chỗ này đó là đất mà chưa có bị
người này miếng người kia miếng đó, thì nó rộng lắm, làm trăm công đâu mà. Rồi là cái nãy đi vô đó là cái nhà chú nó có cái hồ nước, rồi hồi đó là cắt cái nhà ba cẳng, rồi nhà ba cẳng á là coi như là chưa chưa nào này kia là ông cậu là ông Ba Huy nè, ông cậu thì lên trên đó là để nằm ghi bố hứng mát, rồi hoặc là ông không có ông cậu, ông cậu Hai Đinh là anh của ông cậu người thứ ba đó, nằm ở quy đó lên nó nằm, rồi đó là nghỉ mát, chứ chẳng hạn như ngày thứ bảy chủ nhật vậy đó, lên trên đây nghỉ mát đồ này kia rồi mừng. Thì có cái này, những người địa phương ở đây thì nấu ăn những tá điền đồ này kia đó, vòng vòng ở xa đó thì huy động lại, thì mới là ginh đất chiền hồi xưa. Cũng bằng cái mộ với trăm trong này là công cán nhau. Ở đó là cái nền cao dữ lắm đó, bây giờ gì chứ, chứ hồi xưa là cao dữ lắm á. Dạ, dạ. Rồi cái bằng bằng cái mộ này cũng là công phu lắm á. Dạ, dạ. Rồi tốn kém nhiều lắm, mà còn vấn đề mà tính ra tiền thì không biết, tính ra tiền thì cháu nhìn cái này hồi đó mà nhặt về rồi chi phí rồi bằng thì nó có nghĩa tính tiền nó nhiều lắm. Ở bên nước ngoài mang về có nghĩa là làm sẵn ở bên đó, chỉ chuyển về Việt Nam thôi là bắt đầu nó lắp lên thôi. Có và chẳng hạn như gì, mình ở nước ngoài là mình ông cậu chắc có lẽ ông đặt. Dạ. Ông cậu Hai Đinh á, ông dạ. Đặt, ông như là mình ra cái này gì đó, dạ. Đặt rồi với Cẩm Thạch đằng sau sao đà lăng lăng này cái toàn bộ là chứ ổng bên bển không? Dạ, rồi dạ. Đó đặt, rồi cái này về rồi gác. Mình ở đây thầu khoáng, hồi xưa là không phải là kêu mà xây dựng mà thầu khoáng đó chứ. Hồi xưa mình kêu thầu khoáng không à. Rồi cái nó mần. Nhưng mấy cái này là nước ngoài không à. Nó miếng cẩm thạch vuông vuông này là cũng vẫn mua nước ngoài. Cái này là cực kỳ mắc luôn nè. Đó là cái này là nguyên miếng nè. Hồi đó thời điểm đó thì cẩm thạch là một thứ rất quý giá. Ở Việt Nam mình chưa có công nghệ và chưa có ai biết làm á, muốn nhập thì từ Pháp nhập về thôi mà. Nhưng miếng đá cẩm thạch này bền bỉ với thời gian á. Mình phải giữ như nứt nó vô nè, lấy đá xanh nó khỏ nè, đó là nhâm nhâm vậy chứ không bể. Nít nè, bây giờ không có cho vô. Có lợi tham quan, ăn nhậu thì không có cho. Với cái nữa là coi như là không có cho phức tạp. Đó. Bởi vì hồi xưa đó thì có ông từ Liên giữ, rồi tới ông từ Cống giữ, là có giữ là nó không có được phá, không có đập. Rồi sau này đó thì ngày chú thu thì chú với bà già chú lên đây ở. Rồi tới khi mà tới chú ở đây luôn thì chú giữ nó như đóng cửa vậy đó. Rồi thí dụ mà vô rồi không quan mở cửa. Rồi mình sớm đây nó lại nhậu là nó bài đó, thì mình không cho, mình kêu thôi dẹp đi đi. Đi chỗ khác đi. Rồi chú cho con hỏi thêm một chút là những cái ngôi mộ xung quanh đây là những ngôi mộ của ai chú? Của cái ngôi mộ dưới là của bà dì Sâm. Rồi kế nữa là bà ngoại. Thì ông cậu thì coi như gia đình không á, nói chung là toàn gia đình gia tộc gia đình nhau là như vậy đi. Là hồi xưa công tử Bạc Liêu mà còn sống á thì đất đai từ ở Bạc Liêu mà bay trải dài xuống dưới phần Kiên Giang luôn, chỗ nào cũng có nha, luôn cả Vũng Tàu, Đà Lạt, rồi Cần Thơ hồi đó đó, rồi tỉnh nào cũng có nhà dân. Đặng khi mà ông cậu mà ghé là nghỉ đó, nhà nó rẻ mà đó, 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 đó. Có ở chỗ nào thì mua một cái rồi đi nghỉ ngơi chứ đâu có chạy ra khách sạn rồi. Nhưng bây giờ là đó là xưa đó, cháu hiểu mà, hồi xưa nó có tiền mua cái nhà, trời ơi, mua một cái nhà cũng như là một cuộc đi chơi của ông cậu vậy đó, thì mua bỏ đó. Vậy là chứ mướn quản gia dữ. Ông cậu Ba Huy là khi đi đâu chơi là mua một căn nhà ở luôn ở tỉnh tao không phải là cũng như mua trước, khi nào mà có ghé là nghỉ ngơi. Dạ. Vậy đó. Giờ bây giờ mấy người giàu giàu ở chợ này nè, ở Bạc Liêu này nè, là cũng mua nhà Sài Gòn, mấy gì của thằng bạn và già thằng bạn mua nhà Sài Gòn rồi là đi lên chợ nghỉ ngơi, hay hoặc đi khám bệnh rồi thay gì về không về, hay có nhà con cũng không ở nhà con. Như vậy ở nhà. Bây giờ nhưng mà mướn người giữ à, mướn người giữ. Bây giờ thì con cháu bây giờ được hưởng là chỉ được cái miếng đất nhỏ nghĩa trang này thôi. Không phải, cái này là chú giữ thôi. Chứ còn hưởng thì không có hưởng, chú giữ cho ông bà. Thì còn mà như nhà đó này kia đó thì nhà nước quản lý rồi. Nhưng mà với còn người cậu thì ông bán sách rồi này người kia đó, đó bán sách đó, cũng như là sống qua ngày. Bây giờ sống qua ai cũng phải bằng ăn mà chứ. Với phần đó cậu cũng lớn tuổi rồi, với chú đây cũng lớn tuổi rồi, kệ bằng ăn nhỏ nhỏ sống qua ngày. Với câu cho ông bà chứ đây mà cháu biết mà không có coi là
nó phá hư rồi vô đập phá rồi. Nó thằng này ăn nhậu được, cái thằng kia ăn nhậu được, nó kéo kéo đó, nó rủ. Thà là mình không cho cái thằng ấy, thôi bây giờ người ta giữ không cho vô, thì nó đồn đồn là không lại đó, kéo chỗ khác. Chứ chả biết mở ruộng mà chỗ nào trống nó tập trung lại rồi đó, mình không cho chứ nó không có lợi. Nhưng đó, ngày xưa thì có một cái câu đó là nhất sĩ nhị phương tam sườn tứ trạch tứ trạch, tức là một trong bốn người giàu nhất của miền Nam lúc đó là có Trần Trinh Trạch, tức là thân sinh của cậu Ba Huy, cậu Ba Huy. Nhưng mà bản thân của chú á, khi mà nhớ lại cái khoảng thời gian gần như là huy hoàng của dòng họ mình á, và với cái gia cảnh hiện tại của chú và những người thân còn lại, thì chú có cái cảm nghĩ gì không chú, khi mà ngày xưa thì cực lột, ông bà của mình thì lại như mà riêng chú thì chú tự hào, đó là coi như là ông cố ngoại mà kinh tế rất hay, mà ngang rồi tới mấy ông cậu rồi này kia cũng tiến lên như là cũng mà ngang đó, mà ông cậu Bao Huy cũng vừa mà ngăn mà vừa chơi, ông chơi đặng cho có tiếng đó, cho vậy thôi. Chứ mà mình cũng tự hào, mà mình sau này mình cũng nghĩ là như mấy ông cậu vậy, rồi mình cũng gán mà ngăn rồi với gán giữ cho ông bà à, đó vậy thôi à. Tức là bây giờ thì chứ nhầm người muốn cũng đâu có được, muốn tiếng đâu có được đâu. Cháu cứ nghĩ coi, bây giờ nhiều người đại gia đầu này kia nọ, mỗi tỉnh là có nhiều người giàu, nhiều đâu có tiếng đó, luôn cả Sài Gòn bây giờ đó, tiếng chứ không bằng qua bằng ông cậu đó. Ngày xưa gọi cậu Ba Huy là Khắc Công Tử, bởi vì cậu có một cái nốt da ngăm đen. Không, ổng hơi ngăm ngăm rồi, chứ ổng không đâu có đen quá à. Đen quá thành miên ha. Ngăm rồi rồi, ngăm. Rồi ông kia là Bạch Công Tử, ông trắng thì lớn lên, ông thì Bạch, ông thì Khắc. Phân biệt với Bạch Công Tử ở Gò Công Giang. Nó phân biệt vậy đó, chứ đâu có đen, thui đâu, nó ngăm ngăm. Cũng như là người Việt Nam da vàng vậy đó mà, ngăm ngăm. Nhắc tới Hắc Bạch Công Tử thì có rất nhiều bộ phim hay đóng nói về câu chuyện là đốt tiền nấu trứng, thì thực hư nó như thế nào? Không có, cái đó thì tôi phản đối. Cái đó là không có, ông cậu chỉ ăn chơi, không có đốt tiền. Rồi cái đó là tại người ta phích trương thêm. Bây giờ cháu cứ nghĩ đi, có quốc gia nào cho đốt tiền không? Có tiền hồi xưa là sau lưng nó để đó, ai mà xé đốt là ở tù khổ sai, không có đâu, nó đồn. Bây giờ cũng vậy đó, con nào đại gia hay ông nào mà giàu có dám nó đốt tiền không? Cháu thấy không, bây giờ quốc gia là cho đốt tiền. Như cái ông cậu đó, cái nhược điểm của ông cậu là coi như là tiền không có đếm. Đó là đi chơi là trả hay là hoặc là cái gì ngắt ngang không? Ngắt ngang thôi. Đó, chứ không có đếm. Đó là nhược điểm của cậu không chơi vậy. Không muốn mất công điểm, chơi có tiếng luôn á. Ngắt ngang tiền, ngắt ngang đưa, ngắt ngang đưa. Có những người thì để lại cái tiếng về tài giỏi, có những người có để lại cái tiếng ví dụ như là giàu có những người thì để lại cái tiếng ăn chơi, nhưng cũng là cái tiếng. Chúng tiếng. Thì cháu nói thì con cũng khâm phục một điều á, là thứ nhất là cha mẹ Công Tử Bạc Liêu biết làm ăn kinh tế, biết buôn bán, rồi bắt đầu mua được nhiều đất để lại cho con. Rồi con cái thì sau này thì cũng gọi là làm ăn giỏi, nhưng mà làm được thì xài cũng quá nhiều. Ăn chơi mà, ăn chơi mà. Bắt đầu là mới hơi suy sụp một chút. Nói thêm cái như là cháu thấy mà thời cuộc. Nói về thời cuộc. Nó coi như là ông cố ngoại là ông Trần Kim Trạch, cái bà ngoại Trần Kim Trạch. Cái này đó thì ít ai biết tới, thì cũng thông tin cho mấy cháu biết luôn là ruộng muối của ông cố ngoại với nòn cố ngoại là nhất của Bạc Liêu. Nhiều hết trơn luôn. Chỉ cho ông cha một sân ruộng muối, cho ông sân nò, là có nghĩa là hồi đó là mấy bà dì với bà già học trường dòng là cho ông cha sân ruộng muối, sân nò. Đó là còn đất với nhà thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Hôm nay thì rất là vui khi mà đến đây nghe được những cái câu chuyện ngày xưa về gia đình của chú, về gia đình của Công Tử Bạc Liêu. Dạ, bây giờ thì cũng trễ rồi, có lẽ tụi con sẽ xin phép tụi con đi nha chú. Và hẹn gặp lại chú một cái lần gần nhất, khi có dịp đến đây tụi con sẽ ghé thăm chú ha. Hôm nay thì chú có làm gì không, ở nhà không? Thì cũng ở nhà mình mua đồ lắm. Tức là người ta đem ve chai lại đây hả chú? Người ta đem lại mình mua. Qua cái thời của cha ông mình thì bây giờ mình
tự mình bằng cái sức lao động của mình đúng không? Để mà mình mưu sinh, mình kiếm sống. Dạ. Khu mộ thì luôn luôn khóa cửa hả chú? Luôn luôn khóa cửa, có ai tham quan hay là muốn vô mộ thì mình mở cửa. Thôi chắc con xin phép luôn nha chú. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ.